Alo, xin chào. Chào mừng các bạn quay trở lại với đồ họa và thiết kế, khách nghe tưởng thiết kế đồ họa. Rồi, với cái nội dung bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với ứng dụng InDesign. Rồi, chúng ta bắt đầu. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục dàn trang tiếp theo, những cái trang còn trống này. Và sẽ cho cái dòng đọc ở đây. Rồi, ok. Ctrl C. Ok. Rồi, đó. Rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có đúng 110 trang. Đúng 110 trang. Rồi, chúng ta sẽ kéo lên trên và xuống dưới cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta có cái một cái trang chào mừng. Rồi, phần contact. Rồi nhiệm vụ của cá nhân, rồi hai trang, rồi kế hoạch của một năm, review tổng năm, rồi những ngày nghỉ của một năm đó, rồi những ngày quan trọng, tiếp theo là các mục tiêu, rồi và tiếp theo là những cái tháng của chúng ta. Mỗi tháng của chúng ta sẽ có hai trang trải rộng và hai trang ghi chú. Ok. Rồi, chúng ta kiểm tra một lần nữa trước khi chúng ta sẽ vào phần. Tôi làm việc nghiêm túc. Rồi, December, đây chúng ta sẽ cấn nâu vào cái dòng Best Memorial of the Year. Rồi, nghĩa là cái gì ạ? Thế là cái kỷ niệm của trong cái năm của bạn là gì? Rồi, và chúng ta sẽ chuyển sang năm 2024. Rồi, cũng tương tự như vậy. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ kiểm tra này, nó cũng tương tự như vậy thôi, nó chỉ khác lịch. Và chúng ta sẽ kéo xuống dưới như thế này. Rồi, đến December và dòng nào. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng có một cái phần này. Đây. Phần này chúng ta cũng có cái câu là Best of Memorial. Đó, nó sẽ tạo lại. Vậy chúng ta có vừa độ 110 trang. Chúng ta kiểu ok. À, rồi chúng ta sẽ bật cái gai này, chúng ta quan sát xịt lên. Rồi chúng ta quan sát nhé, đây vì sao đây một tí. Rồi tương tự những cái dòng nâu đầu tiên nó chuẩn. Ok, chúng ta sẽ đưa lên cái phần rồi, phần này là ok nhé, phần này nằm trong trà. Ok, phần lịch này nó cũng nằm sát luôn. Các phải đẩy sang bên này một chút này. Rồi. Cái phần này sẽ đẩy sang bên này. Tương tự đẩy như thế. Rồi. Ok. Và ta sẽ kéo lên trên này. Đây chúng ta đã chỉnh chưa? Chúng ta chỉnh chưa? Chỉnh rồi đúng không? Rồi. Ok, đã chỉnh ngon lành rồi. Sau bây giờ càng trường em lại. Rồi. Đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ export và đây chúng ta nhìn 202 204 rồi. Ok, đây tôi sẽ ghi là PDF KDP. Ok, sẽ đi vào đây nha. Export đó, như vậy chúng ta đã export một cái file rất nhiều trang, nó tạo thành file PDF và chúng ta mang đi in ấn. Sau khi xong thì chúng ta sẽ quay lại kiểm tra một lần cái file mà chúng ta sẽ đã export, nó sẽ đợi khoảng độ 1 phút hoặc là nửa phút gì đấy. Bây giờ tôi sẽ khởi động ứng dụng Adobe PDF, đo Adobe PDF và một phần mềm ta đọc file PDF của chúng ta. Rồi. Tôi sẽ khởi động cái này lên và chúng ta sẽ kiểm tra một lần nữa trước khi chúng ta dừng video. Rồi. Ok. Thì là đợi một chút để export ra.
xem chiếm bao nhiêu RAM mà chậm thế không biết. Ui dồi, 95 CPU. Đấy, như thế này như như ra 16 GB ấy. Ra 16 GB máy này mà em làm 4 cái này, 3 cái này. Với đồ họa như khai hoại tương đối nặng này mà hết có 8 GB. Chỉ phần ethernet phát những cái nặng thôi, chứ làm loại bình thường. CPU thì chạy như thế này mới có 6-7%. Cạc hình đây, cạc rời 2 GB thì vẫn chạy hết nửa, nhưng mà thêm một cái nữa thì hơi quá, 100%. Tắt cái file ấy nhưng mà nó cũng nặng. Ở Xbox sau mà chúng ta sẽ tắt đi và chúng ta sẽ kiểm tra xem. Và rồi đấy, sau khi mà chúng ta tắt cái file InDesign thì phát thì nó con số 57. Oh, đang làm việc chán chết. Rồi chúng ta sẽ mở cái file chúng ta vừa export xong và chúng ta sẽ mở nó lên FCD lên nha. Rồi đây chúng ta sẽ mở nó nha. Chúng ta sẽ quan sát. Rồi, rất là nét đúng không ạ? Information này. Nó nhí nét cực. Rồi. Ok. Rồi, sát sạch luôn. Đó. Tuyệt vời chưa? Đấy. Rồi. Rất là tuyệt vời đúng không? No, no, okay. My doctor. Tuyệt vời. Rồi đây này. Ok. Best memory of the year. Rồi như là thế. Chỉ sợ là nó nhầm lịch thôi chứ còn ok. Nó sẽ có 100 trang tròn. Ok. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ dừng bài học ở đây nha. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế cái bìa sách trên ứng dụng Photoshop. Rồi, chúng ta dừng ở đây.